khi Ocean SNSD lột xác khiến anti-fan chê xấu nhất nhóm cầm nín. Nhiều idol khi bị gắn mác xấu nhất K-pop phải chật vật giữa dòng xoáy của dư luận. Tuy nhiên, ai rồi cũng sẽ khác. Thành viên cựu nhóm nhạc SNSD là minh chứng cho sự thay đổi và có những màn lột xác riêng đầy ấn tượng. Thời điểm khi mới ra mắt cùng SNSD, Hyoyeon vấp phải nhiều lời chê bai, thậm chí có ý kiến cho rằng cô sở hữu gương mặt lệch chuẩn idol và thậm chí bị K-net chê là xấu nhất nhóm. Hyoyeon đã trở thành hố đen của nhóm nhạc nhiều gương mặt xinh đẹp như SNSD. Không những thế, cô còn bị chỉ trích là cổ máy nhảy và luôn bị so sánh với các thành viên còn lại. Luôn bị cho là người kém sắc nhất, không nhận được sự ủng hộ từ công chúng dù có tài năng chẳng thua ai. Cũng chính vì thế mà Hyoyeon cũng là một trong những thành viên ít fan nhất nhóm. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Hyoyeon chọn cách cải thiện bản thân từng chút một. Bên cạnh đó, Dancing Queen của K-pop biết thay đổi cách trang điểm, cách ăn mặc và lựa chọn màu tóc phù hợp để ngoại hình hoàn mỹ hơn. Ngày 9 tháng 8 tới đây, Hyoyeon SNSD sẽ tái xuất với single mới mang tên Second. Bộ ảnh nhá hàng ca khúc mới này đã được tung ra và ngay lập tức, netizen đã phát sốt trước diện mạo mới của thành viên SNSD. Trong khi tút tát lại cách trang điểm, cách ăn mặc, tập tành cải thiện body và đặc biệt nhất là nhuộm mái tóc vàng, Hyoyeon đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Đến nay, bộ ảnh mới của nữ idol đã khiến dân tình xôn xao bàn tán vì màn lột xác quá ngoạn mục. Thay đổi phong cách mới toanh cho đợt trở lại, Hyoyeon xuất hiện với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, diện mạo vừa năng động lại vừa đáng yêu nhưng cũng không kém phần cá tính. Thế nhưng mọi sự chú ý đã đổ dồn về body nuột nà đến mức hoàn hảo, không có gì để chê của nữ idol. Từ thành viên thừa cân và nhan sắc khiêm tốn của SNSD, Hyoyeon đã thay đổi ngoại hình ngoạn mục, giờ còn khiến dân tình suýt xoa vì bờ vai móc áo vuông và vòng eo thon gọn đáng ghen tị. Trong bộ ảnh mới, diện trang phục màu mè, tóc nhuộm hồng phá cách và hai búi bê dễ thương, Hyoyeon đã khiến dân tình ngất ngây vì vẻ đáng yêu hết tuổi, kinh ngạc và năng lượng lan tỏa không khí mùa hè sôi động của cô trong bộ ảnh. Dù vướng nhiều tranh cãi về nhan sắc, nhưng thời gian qua, Hyoyeon dần chứng tỏ cô là mảnh ghép quan trọng của SNSD. Với phụ đạo xuất sắc, Hyoyeon thường xuyên được SM cho comeback với các MV được trao chuốt hình ảnh kỹ lưỡng. Hiện tại, dancer chính của SNSD đang ấp ủ ước mơ trở thành DJ chuyên nghiệp. Cô đang đi lưu diễn khắp nơi. Về cuộc sống hiện tại, Hyoyeon SNSD đã có dịp tham gia chương trình Radio Star và chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình dạo gần đây. Cô cho biết sự nghiệp DJ của mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều kể từ khi dịch bệnh xuất hiện. Gần đây tôi đã đến Đài Loan, nơi có rất ít ca nhiễm COVID-19. Tôi được mời bởi chính phủ của họ để biểu diễn cho một sự kiện lớn. Tuy nhiên, bỗng dưng có một số ca nhiễm được phát hiện tại Đài Loan khiến sự kiện bị thay đổi, không thể biểu diễn trực tiếp được nữa. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục làm DJ và biểu diễn ca khúc mới, Dessert. Hyoyeon còn hài hước cho biết cô đang có ý định chuyển nghề hẳn sang làm DJ thay vì ca sĩ thần tượng. Cô nàng cũng đã gửi một bức thư dài cho chủ tịch Lee Soo-man để bày tỏ niềm đam mê và tấm lòng của mình. Kèm theo những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, một số câu chuyện của Hyoyeon trong chương trình mà người hâm mộ cũng vô cùng quan tâm, đó chính là ý tưởng thành lập một nhóm nhạc dự án như Refund Sister cho riêng mình. Theo chia sẻ của Hyoyeon, nếu có cơ hội lập một nhóm như thế thì cô sẽ liên hệ với CL, thành viên nhóm To Anyone, Huyên A, thành viên nhóm nhạc Wonder Girl và Hyorin, cựu thành viên nhóm nhạc Sista. Đây đều là những nữ thần tượng thuộc các nhóm nhạc hàng đầu thế hệ thứ hai của K-pop. Do đó, dù chỉ mới là mong muốn của riêng Hyoyeon, nhưng ý tưởng này cũng đủ khiến người hâm mộ cảm thấy phấn khích. Không những thế, một khi dự án này được thành lập, nhóm được dự đoán sẽ không chỉ đem đến các sản phẩm chất lượng mà chắc chắn cũng đạt được nhiều thành tích bất ngờ.